Còn mấy em trên lầu sao? Ôi kệ, chịu khó chỉnh chơi tí cho mấy em. Xin mời âm nhạc à. Âm nhạc đã lên rồi à. Bây giờ là mình giơ tay lên nhạc nào. Xin chúc cho tất cả các em sinh viên một năm học mới thật là tốt.